Xin chào các bạn, hôm nay mình phát hiện ra trong hồ mình có hai con cá chết. Hai con cá chết này. Mấy cái này Một con cá này nó chết nè. Nhưng mà mình phát hiện ra một điều rất là thú vị các bạn. Các bạn thấy có cá nhỏ không? Có quá nhiều cá nhỏ luôn. Như vậy là mình thấy có thể là con cá bình tích này nó đẻ xong rồi nó chết luôn các bạn. Sao? Bởi vì mình thấy là cái bụng của nó hổm nó to lắm nhưng mà nó chết rồi, nó sẹp lép và hôm nay xuất hiện rất là nhiều cá con. Nè. Nhiều lắm, nó đẻ nhất luôn. Như vậy là con cá bình tích nó đẻ rồi, nó chết luôn sao ta? Thỉnh thoảng mình thấy có những con cá cái bụng nó bự quá nó cũng chết nha các bạn. Có loại cá bình tích này mình không hiểu sao luôn. Thì mình quay video cho các bạn xem thử. Mình vớt con cá này ra xem thử nha. Cái này nó đẻ cái bụng nó xẹp lại các bạn, bụng nó nhỏ xíu luôn, hổng bụng nó rất là to. Đẻ xong nó chết luôn rồi. Đây một con chết nè, con này không có đẻ, cái bụng nó còn to lắm nè, nó cũng chết. Lâu lâu nó chết một con bụng to như vậy, các bạn có biết vì sao không? Đây là loại cá mình thích này, cũng đẹp lắm. Lâu lâu nó rơi một con. Cá này mình mua ngoài cái xe bán ngoài đường á là 10 con 2.000. Ủa lộn, một con 2.000, nhưng mà hôm nay mình về mình thấy lời vậy, nó đẻ quá trời hai lứa luôn, nó đẻ hai lứa cá. Bạn thấy cái một lứa bự bự không, mình zoom lại nha. Đó, lứa lứa bự nè, này là nó đẻ trước, nó lớn rồi. Lứa thứ hai con này nó mới đẻ xong rồi nó chết luôn, là lứa nhỏ 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 này, nó rất là nhỏ. Cái hồ này mình làm chơi các bạn cũng không có chăm sóc gì nhiều lắm. Cây cối thì mình mới trồng lại mấy cây bông súng nè. Cây bông súng này mới trồng và nó phát triển tốt lắm nè. Đó, cái lá nó bắt đầu lên. Phía dưới nó cũng có lá lên. Còn cái lá ủ chết này các bạn là do cái lá này lá cũ, khi trồng xuống cái lá này nó bị héo đi các bạn. Nó héo đi và cái lá kia nó sẽ xanh tươi lên. Những cái cây này mình mới trồng không à, lúc trước không có, lúc trước chỉ có những cái cây nhỏ 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 này, mình không biết cái cây này tên gì đâu, cây này tên gì không biết tên gì nữa, ngoài tiệm nó nói mà quên mất luôn. Trong đó một cái cây bông súng nó cũng đang tốt lên đó các bạn. Cây này là cây bông súng, cây bông súng này mình không có mua nha, cây bông súng này là cây bông súng tự nhiên, người ta nói là cây bông súng ngoài đồng á, thì mình đi lấy về mình trồng vô trong cái hồ thử thôi, nhưng mà nó vẫn sống các bạn ơi, tốt lắm. Bên kia có mấy cây nó đang phát triển, nó đang lên lá non luôn, lá non nhỏ ở dưới luôn, rất là tốt. Còn cái cây xanh xanh đó các bạn, cây này cũng dễ trồng lắm nè, cây này là cây lan nước các bạn ơi, chứ không phải là cây lưỡi câu nha, cây lan nước. Dễ, nó đã đâm xuống đất rồi. Bên đây thì cũng lan nước luôn các bạn. Cái lá của nó khác cái lá lưỡi trâu, cũng gần giống. Đó. Thì hôm nay mình quay clip này để khoe với các bạn là cá mình đẻ. Tuy nhiên là cũng bị buồn một cái là nó bị chết đi một con. Đẻ xong rồi chết luôn, như vậy thì cũng còn lời lắm. Lời ở trên này là bèo, trên này là bèo các bạn,
À, cái mình sử dụng một cái bóng đèn LED để chiếu sáng định kỳ cho cái các cây này nó hơi phát triển. Ở trên này thì có cái timer để định giờ cho đèn, cái đèn cháy. Những cái bộ lọc của mình thì mình tự làm hết các bạn. Này, bộ lọc mấy ngăn mình làm thì nó xấu nhưng mà nó rất là hiệu quả bạn ơi. Nước các bạn để cả tháng trời không thèm thay gì hết, nó vẫn trong, nước chỉ dựng thôi chứ không không bao giờ nước nó đục, nước không bao giờ đục, nước nó trong vắt luôn, trong thế này. Hôm sau mình sẽ đi ra đồng để mà lấy thêm một mớ bông súng về trồng, có thể trồng thêm năng nữa thêm nữa làm sao. À, lúc đó mình sẽ quay video clip cho các bạn xem nha. Mình trồng nhiều vô thì cái hồ mình nó đẹp lên nè. Này là cái hồ mình còn ít cây quá, sơ sát quá, không được đẹp. Nhưng mà chủ yếu hôm nay mình quay video này để khoe với các bạn. Cá bình tích á, nó dễ nuôi, nó cũng đẹp, dễ nuôi và có thể đẻ luôn. À, video mình xin kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo. Cùng mình đi lấy những cái cây thủy sinh không cần phải bỏ tiền ra mua và về trang trí cái hồ mình, xem một khoảng thời gian là cái hồ mình nó có khởi sắc hơn không ha. Rồi, tạm biệt các bạn, chào, hẹn gặp lại.